Xin chào các anh em của Cà Phê Liên Minh. Chương trình nhận định trận đấu đã trở lại rồi đây. Và lần này, hai đội tuyển được lựa chọn chính là Griffin và Cloud9 ở trận đấu đầu tiên trong hôm nay. À mà hôm nay sẽ là ngày thi đấu của bảng A, khi thế trận ở bảng này đang là vị thế bậc thang, khi xếp theo thứ tự là Jeju, Griffin, Cloud9 và Hồng Kông Attitude. Nên cơ hội cho các đội hạng 2 ở bảng xếp này là vẫn có. Thôi không lên tuyển nữa, hãy cùng bắt đầu thôi nào. Griffin đã có tỷ số là 2-1 sau khi đánh bại được Cloud9 và Hồng Kông Attitude ở lượt đi. Còn Cloud9 thì có tỷ số ngược là 1-2 sau khi để thua Griffin. Jeju chỉ chiến thắng được Hồng Kông Attitude, nên mình sẽ cùng nhìn lại lối chơi cũng như phong cách đánh của cả hai đội này như thế nào. Mặc dù có lối đánh nhanh ở khu vực LCS, nhưng khi đến với chung kết thế giới, cụ thể là đối đầu với Griffin thì họ lại đánh cực kỳ chậm và bị cuốn theo phong cách chơi của đội Hàn Quốc khi đến phút thứ 20 chỉ có 5 mạng bị đàm xuống. Griffin lại là đội học tập phong cách đánh dị của châu Âu khi mang ra bộ đôi Garen, Yumi để đối đầu với Sona và Tamken. Ở trận đấu trực tiếp thì Cloud9 đã có được một số lợi thế khi kiểm soát được dòng nhiều hơn Griffin, cũng như những pha combo Baron liều lĩnh như là hợp lý. Nhưng xét về phong cách combat thì chắc chắn bọn họ sẽ rất khó để giao tranh với một đội tuyển Hàn Quốc khi phong cách ra vào hợp lý, chia sát thương để chống chịu, không thừa một nhịp nào cả. Và dần dần bị cuốn theo lối đánh về lâu về dài của LCK thì Cloud9 đã bị bóp nghẹt và chống trả một cách yếu đuối. Nên khi gặp lại ở trận đấu này, đội tuyển đến từ LCS phải triển khai lối đánh nhanh và nhiều ở giai đoạn đầu, giống như khi đối đầu với Team Liquid vậy. Còn nếu đánh theo phong cách kiểm soát về lâu về dài, đánh lết thì Hàn Quốc quá quen thuộc rồi. Họ làm từng bước cứ như trong sách giáo khoa vậy, rồi từ từ hủy diệt đối phương bằng những pha combat. Nhưng có điều khá lạ là Cloud9 lại cho Blaber vào đánh khi đối đầu với Griffin, thay vì chọn một người có kinh nghiệm dày dặn hơn là Sven Kuren. Nên việc không ganh nhiều ở giai đoạn đầu sẽ là một điều khá dễ. Nên là trận gặp lại này, nên tung người đi rừng kỳ cựu để đều với người đi rừng cực kỳ ghê ở khu vực LCK là Tak Jung mới có khả năng đánh lại được anh chàng này. Ngoài ra ở chung kết thế giới lần này, Griffin đã đổi mới lối chơi của mình khi liên tục đem ra những con bài dị ở khu vực đường dưới. Ngoài Garen, Yumi thì Viper còn cầm cả Irelia đấu sĩ xuống đường dưới để đi cặp cùng với Lee Han. Nên là giai đoạn cấm chọn sẽ cực kỳ khó để Cloud9 có thể đoán được Griffin sẽ lại mang cho con bài dị nào để đối đầu với mình. Ban huấn luyện của họ cũng sẽ suy nghĩ để mang ra những con bài dị để đối đầu với đội tuyển này. Đến việc so sánh từng thành viên thì sao? Đầu tiên là khu vực đường trên, nơi Nikorai sẽ đối đầu với Swap. So với màn thể hiện của người đi đường trên của Cloud9 đang có lối chơi hổ báo khi chơi những con bài mạnh như Renekton, Aatrox, Fiora được mang ra. Swap lại có lối chơi nhùng hơn một tí, có Gangplank cũng được, anh lựa chọn để gây ra lượng đam về sau. Nên ở kèo đấu này, mình nghĩ Liquorice có thể đánh trên cớ đối thủ của mình được. Ở khu vực đi rừng thì Blaber lại đang là người đánh nhiều hơn so với Sven Kuren. Nên mình nghĩ lần này ở trận đấu quyết định với Griffin thì Cloud9 sẽ tung ra người đi rừng kỳ cựu của mình vào sân để có thể mang đến lợi thế sớm cho cả team. Về phía Tak Jung thì con bài trên tay anh cũng đang thể hiện sự hiệu quả của mình trong hai ván đấu, trong việc đi ganh lẫn kiểm soát các mục tiêu. Mình sẽ là nơi giao tranh của Chovy. So với Chovy thì chắc chắn Nisquai đang có phong độ thấp hơn khi các trận đấu của anh đều fit nhiều hơn giết, nên trung bình KDA 3 trận vừa qua của anh chỉ nằm ở con số cực kỳ thấp là 1.25. Chovy thì ngược lại, anh vẫn đang thể hiện phong độ của mình trong từng pha thi đấu. Có thể thấy rằng pha Quy cực kỳ nhạy cảm trong trận cầm Azreal đã thể hiện được điều đó. Mặc dù đã thất bại trận đấu với Jeju, nhưng anh vẫn thi đấu cực kỳ tốt ở hai trận về sau. Khu vực đường dưới vẫn rất khó đoán khi hai cặp đôi hai bên vẫn đang chơi rất hay và đưa ra những con bài dị. Khi hai Mordinger, Syndra hay đấu sĩ như Irelia đã được tung ra. Nên mình nghĩ khu vực này sẽ là nơi diễn ra các trận combat nhỏ lẻ cực kỳ hấp dẫn. Với việc Cloud9 đã để thua 1-2 thì ở loạt trận ngày 2, bọn họ phải thắng ít nhất 2 trận để lên được tỷ số là 3 để có cơ hội đánh tie break, hoặc thắng cả 3 trận nếu có thể. Nhưng Jeju hiện đang quá mạnh dù có như thế nào, nên mình nghĩ rằng 2 là con số chấp nhận được. Còn Griffin thì đang có lợi thế khi đang dẫn trước 2 trận, nên sẽ có cơ hội vượt qua vòng bảng dễ hơn Cloud9. Nên để xem liệu nỗi tại ẩn của 9 tầng mây có được áp dụng đến chung kết thế giới này nữa không, thì hãy đón xem ở trận đấu tối nay nha. Nhưng mình nghĩ cơ hội cửa thắng của Griffin của Jeju là cao hơn. Biết đâu AKA lại chiến thắng 3 trận còn lại thì lại có điều hay để xem rồi. À mình nhớ like và subscribe cho kênh để cùng đồng hành cùng tụi mình trong suốt mùa chung kết thế giới này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.